Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Hermès Nicolette đã được ship.vn mua tại Joma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha các bạn. Đây là một kiện hàng khá là lớn. Đây, phần băng keo giấy của Somashop vẫn còn nguyên vẹn, mình vẫn chưa khui ra kiểm tra nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Thông thường này Somashop họ thường sử dụng băng keo giấy như thế này để có thể bảo vệ môi trường nha các bạn. Đây là phương châm của rất là nhiều thương hiệu trên thế giới hiện nay. Bên trong chúng ta sẽ thấy một chiếc bóc đồng hồ cực kỳ lớn đến từ Hermès Nicolette. Mình sẽ lấy ra nha. Đây các bạn, rất là lớn luôn. Tên thương hiệu này đến từ vùng Flemland, Thụy Sĩ. Phía dưới chúng ta sẽ có một hóa đơn từ Somashop. Nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Rồi, phần giấy đệm gói thôi, rất là đơn giản, tạm thời mình sẽ để qua một bên nha. Đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đây, một chiếc bóc giấy đến từ Hermès Nicolette, mình sẽ mở ra luôn nha. Bên trong chúng ta sẽ thấy nè, chiếc bóc chính nè các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ mở ra, nó hơi khó lấy một chút xíu. Đây, rất là nặng các bạn. Rất là đẹp luôn. Bên ngoài thì mình thấy là có một chiếc tem cung cấp về một số thông tin về sản phẩm bên trong, như là tên thương hiệu của các bạn ha. Họ viết nó khá là dài dòng, cho nên mình sẽ giới thiệu lại ha. Giá niêm yết cho một sản phẩm là 2.900 đô. Tuy nhiên thì sản phẩm đang có giá rất là tốt tại ship.vn, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Mã sản phẩm của bạn cũng khá là dài đây, A640GR-B140MR2. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nhé. À, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về cái thương hiệu này dành cho những người nào chưa biết. Nói về Hermès Nicolette, đây là một nhà sản xuất đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ nằm ở Flemland, một ngôi làng miền núi ở Peninsula. Lịch sử của hãng bắt đầu từ khi thành lập vào năm 1875. Đồng hồ Hermès Nicolette có một cái lịch sử phong phú, tập trung vào các thiết kế truyền thống phản ánh di sản của thương hiệu. Đồng hồ của họ có sức hấp dẫn, bền bỉ và đại diện cho nhiều thập kỷ đổi mới, sự khéo léo và cẩn thận. Đó là vài cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này cho các bạn có thể nắm bắt được nha. Còn bây giờ mình sẽ không dài dòng nữa, mình sẽ đi thẳng vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, mình sẽ mở nắp hộp ra nha. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc bóc da như thế này, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây, rất là sang trọng từ thiết kế bên ngoài. Ở bên hông hộp chúng ta sẽ thấy một set hướng dẫn từ Hermès Nicolette khá là dài nha, rất là nhiều ngôn ngữ bên trong luôn. Đây. Đó, rất là đẹp luôn các bạn, như một cuốn sổ tay vậy. Bây giờ mình sẽ lấy nhân vật chính của chúng ta ra nha. Chiếc bóc da đây, tương đối nặng nha. Đó, nó rất là đẹp các bạn, độ hoàn thiện nè. Nắp hộp chúng ta sẽ có một cái logo biểu tượng cực kỳ đẹp luôn. Các đường chỉ may các bạn thấy nè, rất là tỉ mỉ. Đây, phần hoàn thiện từ phần gáy bóc nè. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Bên trong thì ngoài nhân vật chính chúng ta sẽ có những phụ kiện đi kèm, như là đây, một set hướng dẫn nhỏ thôi dành riêng cho mẫu sản phẩm này và một chiếc khăn lau chuyên dụng nha các bạn. Đó, tất cả với cái tông màu be rất là đẹp và cực kỳ sang trọng. Bây giờ mình sẽ đi đến ngay nhân vật chính của chúng ta, mẫu Hermès Nicolette. Phía dưới chúng ta sẽ có hai gói hút cảm ha. Hai gói này sẽ cực kỳ cần thiết đối với các mẫu đồng hồ, và đặc biệt là đối với các mẫu đồng hồ có lớp mạ BVD thì hai cái gói hút ẩm này sẽ cực kỳ cần thiết luôn. Nó chống cái hiện tượng mà để lâu rồi ra ten đó các bạn. Đó, nó sẽ có những vết ố trên lớp mạ. Sản phẩm chúng ta vẫn còn mới 100%. Nguyên siêu nha các bạn. Đây, siêu mặt nè. Siêu đáy đây. Đó, dây của chúng ta nè. Khóa nè các bạn, siêu khóa luôn. Tất cả các chi tiết còn mới 100%. Vô cùng hoàn hảo nha. Là phần tác của sản phẩm này. Nó
hơi dài một xíu. Và mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Armand Nicolet MH2 Automatic Man Watch, với mã sản phẩm cũng tương đối dài nha, A640A-GR-P140MR2. Số series cho mẫu sản phẩm là 65640, 5 ký tự nha, đây, của bộ sưu tập MH2. Phía sau tắt thì chúng ta sẽ có Armand Nicolet Chamberlain, rất là đơn giản thôi, tên thương hiệu, logo, biểu tượng cũng rất là đẹp đây. Và bây giờ mình sẽ xin phép mình mở lớp siêu mặt ra nhé, cho các bạn có những góc quay thực tế nhất. Thì nó hơi khó mở chút xíu đây, mình sẽ mở ra họ cho chúng ta một cái dấu nè các bạn. Đó, mình có thể mở ra từ hướng này nha, rất là nhẹ nhàng thôi. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Một thương hiệu rất là cao cấp đến từ Thụy Sĩ nha. Và đầu tiên mình sẽ nói về đường kính trên mẫu này. Đường kính của mẫu này sẽ là 42mm, thích hợp với các bạn nam có cổ tay lớn khoảng tầm 18cm, lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày của mẫu này sẽ là 13mm, cũng tương đối trung bình dành cho nam, rất là dễ đeo. Đó, đặc biệt đối với các bạn có cổ tay lớn thì độ dày này mình thấy là rất là phù hợp luôn, đeo rất là nổi bật và cực kỳ nam tính. Về phần mặt kính, chúng ta sẽ được sử dụng kính sapphire, mang lại cho đồng hồ khả năng chống va đập cao. Mặt số và khả năng hiển thị sẽ vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương, cho nó thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng là chống xước hoàn hảo. Đó chính là cái ưu điểm lớn nhất của kính sapphire, khiến cho giá thành của nó cao hơn so với kính khoáng thông thường rất là nhiều, và được tất cả các mảng đồng hồ cao cấp sử dụng. Nó sẽ giữ cho đồng hồ chúng ta sẽ luôn luôn mới mẻ và luôn luôn trong suốt như thế này. Về phần mặt số, chúng ta sẽ có một cái tông màu ghi xám, mang lại cái nét cao cấp mạnh mẽ cùng họa tiết GUC vô cùng tinh tế, được thể hiện rất là rõ ràng ngay trên phần mặt số của chúng ta. Họa tiết GUC là tên gọi chung của tất cả các họa tiết lặp đi lặp lại nhiều lần và rất là nhỏ có trên phần mặt số đồng hồ cũng như là bên trong các bộ phận của đồng hồ nha các bạn. Đó là tên gọi chung trong ngành chế tác đồng hồ. Và những cái họa tiết đặc biệt nổi bật thì nó sẽ có thêm những cái tên gọi riêng biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi chung là họa tiết GUC nha, cho các bạn có thể dễ hình dung. Tên thương hiệu cũng như là và nơi ra đời sẽ được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có đây tên bộ máy automatic nè, đẹp, và đây chính là ô cửa sổ lịch ngày rất là lớn luôn, hỗ trợ chúng ta quan sát ngày rất là dễ dàng với nền màu trắng và chữ số màu đen như thế này. Về cọc số, chúng ta sẽ có dạng cọc đơn rất là đơn giản và cổ điển, riêng cọc số 12 giờ sẽ là dạng cọc đôi nha, nó phân biệt với các cọc còn lại. Và phần cọc số các bạn thấy ha, chúng ta đều sẽ có những cái viên kim loại này và bộ ba kim chức năng vẫn được trang bị đầy đủ, đó chính là giờ phút giây, được thiết kế thanh mảnh rất là tinh tế với dạng mũi giáo như thế này. Và tất nhiên cọc số cũng như là bộ kim, chúng ta sẽ được trang bị lớp phủ luminoid hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng rất là tốt. Và để sử dụng tốt nhất cái lớp phủ này thì các bạn cần phải phơi nắng chiếc đồng hồ chúng ta dưới trời nắng mạnh khoảng tầm 15 đến 20 phút để có thể sạc đầy, và khi vào trong những nơi có ánh sáng yếu nó sẽ phát huy rất là rõ ràng, sáng lên rực rỡ, chúng ta có thể đọc thời gian một cách chính xác và nhanh nhất. Và ở vành ngoài này các bạn, nơi trên cái cọc số đây, các bạn sẽ thấy ha, những cái vạch chỉ phút rất là chi tiết, từ 5 phút cho đến 60 phút đây, 5, 10, 15, 20 được đánh số Arabic rất là rõ ràng ha. Tuy nhiên thì mình thấy là nếu mà chúng ta nhìn kỹ một chút xíu thì mới nhìn rõ được cái phần chữ số này, cũng khá là nhỏ khi chúng ta nhìn xa như thế này ha. Đeo tay ngoài đi ngoài đường thì chúng ta thường nhìn cọc số rất là nhanh. Rồi, về phần khung vỏ cũng như là viền bezel, chúng ta đều được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Và bên cạnh đó, thép 316L cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính nha các bạn, một cái khả năng khá là quan trọng đối với các mẫu máy cơ khí như thế này. Và bên trong khung vỏ của chúng ta sẽ được trang bị của máy cơ khí ITA Caliber 28242. Một cái cỗ máy rất là quen thuộc trong ngành chế tác đồng hồ ha, cho thời gian trữ cost lên đến 38 giờ. Đây, rất là đẹp không các bạn? Chế tác được sử dụng trên phần khung vỏ này, chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng từ phần viền benzen cho đến phần hai bên thân vỏ luôn. Sẽ là chế tác đánh bóng toàn bộ, mang lại cái sự bóng bẩy sang trọng dành cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Trên phần lớp thì chúng ta sẽ có chế tác đánh phay xước, giữ lại cái nét nam tính, cứng cáp và mạnh mẽ hơn cho mẫu đồng hồ. Và phần vành benzen đây cũng là một trong cái điểm nhấn mà mình muốn nhắc tới trên sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là một vành benzen tam cấp rất là đẹp các bạn, tạo nên cái nét lịch lãm nè và giống như cái sự cao cấp đến từ thương hiệu Armand Nicolet này. Phần nấm vặn chính của chúng ta cũng được thiết kế tương đối lớn, với phần mặt nấm sẽ được chế tác đánh bóng cùng với đó là logo thương hiệu rất là lớn ngay trên phần mặt nấm luôn, đã tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mỗi sản phẩm của chúng ta ở mọi góc nhìn. Và chiếc nấm vặn này sẽ mở ra cho bạn xem nha.
Đây là một chiếc núm vặn drill down nha các bạn, rất là cao cấp luôn. Nó tối ưu hóa cái khả năng kháng nước trên mỏ đồng hồ chúng ta rất là tốt. Đây, một mỏ đồng hồ đây tuy không phải là mỏ đồng hồ thể thao nhưng mà chúng ta vẫn sẽ được trang bị núm vặn drill down nha các bạn. Và khi mà các bạn muốn lên có tay thì chúng ta buộc phải vặn nó ra, nó giống như cái vặn xoắn ốc, cho nên là các bạn lưu ý kỹ điều này nha. Đây, rất là nhẹ nhàng các bạn. Núm cũng tương đối là lớn cho nên các bạn có thể cầm nắm và lên cót rất là nhẹ nhàng. Còn khi mà các bạn muốn đóng núm lại, chúng ta sẽ tì vào một chút xíu nha và vặn nó ngược lên lại. Đó chính là cái cách sử dụng núm drill down. Thường thì chúng ta sẽ thấy những cái núm vặn cao cấp như thế này sẽ sử dụng trong những chiếc đồng hồ chuyên dụng dành cho lặn hoặc là bơi lội. Đó, cái mẫu diver các bạn. Tuy nhiên thì sản phẩm này của Admin Nicolette của chúng ta thì được trang bị cái núm vặn rất là cao cấp như thế này để tối ưu hóa khả năng kháng nước. Rồi, tiếp tục đi đến điểm nhấn tiếp theo trên bộ sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là phần dây đeo. Nói về dây đeo, chúng ta sẽ được trang bị dây đeo da trẻ trung và thanh lịch. Thông thường thì da bò trơn hoặc là da bò dập vân cá sấu sẽ được dùng trong thiết kế dây da đồng hồ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dẫu dây da trơn như thế này. Đó, cái sự bóng bẩy của đến từ da tự nhiên các bạn ha. Đường chỉ cũng may này, rất là chi tiết luôn. Tông màu được sử dụng cho mẫu ngày hôm nay sẽ là một tông màu đỏ gạch như thế này nha. Đây các bạn, rất là đẹp luôn. À, và để mang lại cái thẩm mỹ và độ bền cho dây đeo thì lớp da này phải trải qua một cái công đoạn xử lý thủ công khá là cầu kỳ, đó là thuộc da. Và phương pháp này được thực hiện nhằm diệt sạch vi khuẩn ký sinh trên da động vật. Do vậy nó có tác dụng là tránh gây kích ứng cho tay người đeo và làm bóng bề mặt da. Hơn nữa thì giúp kết cấu da vững chắc hơn, khó bị mục dần theo thời gian. Đó chính là ưu điểm của dây đeo da. Và nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác đeo nhẹ nhàng nè và ôm tay hơn, cũng như là tạo cái độ ấm cho người đeo. Về phần khóa được sử dụng cho mẫu sản phẩm ngày hôm nay, đó là khóa tiêu chuẩn của Admin Nicolette luôn. Nó là khóa gai ha. Và mặt khóa mình thấy cũng tương đối là lớn nè. Tên thương hiệu cũng được khắc rất là sắc nét ngay trên phần mặt khóa, tăng cái độ nhận diện hơn dành cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Phần mặt khóa này chúng ta cũng sẽ có chế tác đánh phay xước, tạo nên cái nét mạnh mẽ và nam tính hơn. Phía sau dây chúng ta sẽ có những cái thông tin như tên thương hiệu nè, và chất liệu luôn nha các bạn. Genuine Leather Handmade. Và đây là dây handmade, có nghĩa là may tay nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy sự cao cấp đỉnh từ mỗi dây đeo của chúng ta. Và nói về chất liệu Genuine Leather, đây là một loại chất liệu da tuy không phải là 100% tỷ lệ da thật, mà nó sẽ có trộn thêm một số cái hóa chất để có thể tăng cái độ bền cho dây đeo. Tuy nhiên thì tỷ lệ da của loại da này cũng rất là cao, cho nên nó vẫn được xếp vào hàng da thật nha. Và được sử dụng rất là rộng rãi ở tất cả các thương hiệu nổi tiếng luôn. Về thiết kế mặt đáy, chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy lộ máy rất là quen thuộc ở trên các mẫu đồng hồ cơ khí rồi. Cùng với đó các bạn sẽ thấy ngay cả phần mặt đáy chúng ta cũng sẽ có những vát cắt này, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, nó tạo nên cái nét cao cấp hơn, bắt mắt hơn, cũng như là các vân được thương hiệu họ đánh vân rất là đẹp như thế này. Những cái điểm nhấn rất là rõ ràng có ngay trên phần mặt đáy của chúng ta. Và những cái thông tin cũng được khắc laser cực kỳ sắc nét và nó sẽ không bị phai theo thời gian nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ có đây dòng chữ Squidmate khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu rồi nè. Sapphire Rito, chúng ta sẽ có kính là kính Sapphire, rồi mã sản phẩm ha các bạn ha. Đây số seri nha. Đây năm ký tự là 65640 là số seri, và stainless steel tức là vật liệu thép không gỉ nè. Đây loại thép luôn, 316L rất chi tiết. Khả năng kháng nước là 10 ATM tức là 100m, các bạn có thể đủ yên tâm để đi mưa nhỏ hoặc rửa tay. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm cái núm vặn drill down như lúc nãy mình vừa cho các bạn xem đó, thì nó tối ưu hóa khả năng kháng nước rất là hoàn hảo luôn. Chúng ta sẽ có một cái sự yên tâm nhất định đối với sản phẩm này nha. Và rotor bên trong chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết như là dòng chữ Squidmate nè, số chân kính là 26 chân kính, và chúng ta sẽ có tên thương hiệu màu vàng rất là đẹp, Admin Nicolette. Và cả phần rotor chúng ta cũng sẽ được đánh họa tiết GUC đây. Đó, rất là cao cấp nha các bạn. Và đó những cái thông tin chúng ta có dưới mặt đáy thì hầu như là mình đã chia sẻ rất là chi tiết đến cho các bạn rồi. Và đây, qua các quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè. Mặt kính của chúng ta mặt kính Sapphire rồi, cả các chi tiết bên trong mặt số vẫn còn vô cùng hoàn hảo luôn, rất là đẹp nha các bạn. Phần nấm vặn nè, tất cả các chi tiết đều còn cực kỳ hoàn hảo và mới 100%. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Admin Nicolette nói chung,
cũng như là mẫu Nicolet MH2 ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.